Bữa nay cua Canada sale nè, bà con ơi ra đây mua nè. 6 đồng 48 sale một bao. Mua cua về ăn nha. Ok con. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị cái khâu để mình hấp cua nha. Thì ở dưới đây á, mình sẽ bỏ xả vào đây nè. Bỏ xả vào đây và dưới cái nồi để khi mình nấu lên nó cho nó có mùi lên thôi. Cua á, bắt đầu mình muốn bỏ vào để mình hấp lên á, thì mình phải rửa sơ nó đi. Nói chung là rửa sạch chứ phải rửa sơ nữa. Mình thấy cái này mình chà nó thiệt sạch, xong rồi mình đem vào mình hấp. Trời ơi, nó mà cắn cái là chỉ có nước mà khỏi có ăn lễ luôn. Ôi, nó to hơn em luôn, to hơn mình luôn. Rồi chuẩn bị cho các em lên đây nha. Sorry nha các em, chị không có muốn đâu, nhưng mà tại sanh ra là phải như vậy thôi. Giờ các em nằm đây nha. Giờ đâm vô mà sao không chết rồi. Ủa chứ nó nổ gì ra ta. Mình đâm vô nó ra máu chị ơi. Cua nó có máu nha. Thôi giờ máu cái gì cũng phải vô đây thôi. Sorry nha, xin lỗi nha. Hai con cua vừa rồi, bây giờ mình bắt đầu bỏ nắp vô, mình đậy lại nha, xong rồi bật bếp lên mình để về, cái bắt đầu mình hấp. Mình hấp khoảng chừng chắc khoảng 15 phút. Hai con cua đã luộc xong rồi đây. Phải nói là hai con cua này nó không biết ăn hết không nữa. Nhưng mà thôi, phải ăn thôi chứ còn không có ai ăn hết. Quá trời, con cua nó to mà nó tươi nha. Cua nó còn đang sống, nó đang còn bò về nhà, nó còn sống nhanh sống nhít nữa nha. Mà cua tươi á ăn nó ngọt nha. Cua mà chết ăn nó rất chi là tanh. Nó không có ngon đâu. Thành thử ra mình mua mà cua nó còn sống, mình mua về mình ăn liền thì nó ngon lắm. Trời bữa nay mưa, mưa quá trời mưa luôn. Mà chạy ra ngoài chợ ai về đâu, nó sale. Bà con ơi, ai mà muốn ăn cua sale thì chạy đi mua đi nha. Ngon quá. Để ăn cho bà con coi nha. Thịt cua nè. Trời ơi, nó ngọt nha. Mà nó ngon thiệt á. Mọi lần cua nó không sale á là mắc lắm. Bây giờ cua nó đang sale á, chạy ra mua ăn. Hồi nãy tính lấy ba con mà về á, sợ ăn không hết. Mình thăm bắt đầu mà nếu ăn không hết á mà để nó chết thì nó đâu có ngon. Thật ra thôi lấy hai con thôi. Mà nếu bữa nay mà ăn hết rồi thì này, chắc là mai thì mua nữa. Tại vì mua cua đó mà cua nó còn sống á thì ăn nó mới ngon nha. Còn cua mà nó chết rồi ăn tanh mà nó dở lắm, nó không ngon đâu. Ngon quá. Người châu Á mình ăn cua, ăn hải sản á chấm thường thường thích chấm với muối ớt hoặc là muối tiêu chanh, mà thường ra là ăn với muối tiêu chanh. Còn người nước ngoài đó họ ăn hải sản á, chẳng hạn như là cua hay là tôm á, tôm hùm hay tôm này kia đó, họ thích chấm với bơ đó. Bơ hoặc là cái sốt á, cái nước sốt mà ngọt ghê á. Cái này thì phải dùng kéo cắt nha. Trời ơi, nó thịt nó, phải nó cua, phải nó cái gì tươi nó cũng ngon hết á.
tươi ngon quá trời ngon luôn. Ngon quá, tươi mà nó ngọt nha. Ăn cua đó nó có một cái thú vui là ngồi vừa ăn vừa gỡ, chứ còn ăn tôm hùm á thịt nó nhiều quá phải không, ăn là bình thường rồi. Cái càng bự thì mình dùng cái đồ bấm mình bấm, còn mấy cái chỗ này thì mình phải dùng cái đồ cắt mình cắt như vậy nè, mình tách nó ra. Cái mình lôi hết cái số thịt này ra. Trời ơi, nó quá trời thịt luôn. Cái càng nó quá trời thịt luôn. Chả chắc gì mấy con cua hoàng đế đó. Mà con cua hoàng đế đó chỉ ăn có cái càng thôi, chứ còn trong cái mình nó chẳng có gì hết. Ngon quá. Thôi tháo cái mình ra phần sau nha. Trời, cái gạch của nó quá trời nè. Để lấy cái muỗng ăn gạch nha. Lấy cái muỗng ăn gạch chứ còn mình lấy cái này là mình không lấy hết được cái gạch của nó đâu. Trời ơi, nó ngon quá. Mấy bạn nào mà muốn ăn mà kiểu như là bạn của seafood ấy, thì bây giờ cua nó đang bán nó đi ra mua ăn. Là bán xèo chứ không phải là cua đang bán. Cua thì lúc nào cũng có bán, cua thì lúc nào nó cũng có bán hết đó. Nhưng mà các kiểu là cái này nó on sale. Mấy bữa trước đó nha, ở chợ ABC á, nó còn bán cua còn có 4 đồng mấy một phao thôi đó. Mà nó bán thì nghe nó có bán có một ngày thôi. Xong rồi qua tới ngày hôm sau thì nó lên 5 đồng mấy. Nhưng mà tới bữa bên này á thì nó lên 6 đồng mấy rồi. 6 đồng mấy cũng vẫn rẻ. Trời ơi, quá trời ngon. Ngon quá. Ngon thì là ngon rồi đó. Ngon quá. Ngon quá đi thôi. Đó là tới mấy cái này bắt đầu mình mới bẻ ra nè. Mình mới bẻ ra từng cái một nè. Thì trong này là thịt không. Mình mới lấy ra mình chấm. Ngon quá. Thịt quá trời thịt mà thịt tươi lắm nha, mà chắc nữa. Chưa ngon chưa? Ngon quá trời ngon luôn. Ai mà ngày mai á mua cua về để ăn Noel cũng được. Mua cua về á, nhiều người họ xào me đó. Hoặc là họ luộc nè, hoặc là rang muối, ngon lắm. Còn không muốn làm cái gì hấp giống vậy nè, bỏ vô cái nồi hấp á, hấp lên ăn cũng ngon. Trời, thịt quá trời trời thịt luôn, ngon quá. Đó, thấy chưa, ngon không? Ngon quá trời ngon luôn. Để mình lấy cái muỗng ra, cái muỗng nhỏ để mình lấy cái này, mình lấy cái gạch của nó ra. Tại vì cái gạch trong này nó nằm sâu trong này nè. Mình phải lấy cái muỗng nhỏ. Ô, ăn một con là thấy là nó quá nhiều rồi. Một con cua này nó to quá, bự quá. Thật ra ăn một con là thấy nó quá nhiều rồi. Bây giờ cua phải nói là nó mùa này như là mùa cua hay sao, chỗ nào thấy cũng có cua, chỗ nào cũng bán cua. Và cua bây giờ họ nhập đi các nước ở trên thế giới. Nên là bây giờ đâu đâu cũng có cua ăn hết, có cua bự nè.
mà bây giờ nó còn không phải là những cái cua này không nha, mà nó còn có cua hoàng đế, rồi còn cua trắng. Ở Việt Nam á, nó có một cái vùng bán cua rất là ngon. À, đó là vùng ở dưới Cà Mau á. Cua Cà Mau ngon lắm, ngọt thịt. Nhưng mà nói chung là mua là phải biết, phải biết mua chứ không thôi là bị lầm. Với lại ở bên Việt Nam bán cua ngon nha, bán cua mà quấn lấy cái dây rơm á, quấn đầy mà con cua vậy nè, quấn đầy vậy đó. Có một lần về Việt Nam mình ăn mua cua ăn mà mình không có mua, mà ông anh ông mua, ông đi ông chạy xe đó, cái ông mua được ở đâu về ông đem về cho ăn. Mà trời ơi, về phải nói là tháo nội mà tháo cái vòng dây của con cua ra đó, thì còn tháo nó một đống dây gì đó, cuối cùng con cua còn có chút xíu à. Ngon quá mà thôi, ngán quá, ăn một con là thấy ngán rồi, một con là phải nói là ngán rồi đó, chứ không phải là. Cũng may là nếu không mua thêm một hai con nữa, chứ nếu mà mua chắc bây giờ ăn chứ không hết. Ngon quá. Xưa cái thời mà mới qua Mỹ á, thấy con cua chúng đâu dám mua đâu. Bởi vì á, cái thời đó mới qua mà, ai cũng phải lo cho cuộc sống mà. Rồi còn Việt Nam cái thời đó cũng còn khổ phải không? Anh chị em ở Việt Nam còn khổ lắm. Thành thử ra là muốn ăn á thì suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cho tới bây giờ thì nói chung là ở đâu thì cuộc sống nó cũng đỡ rồi, nên là cái chuyện ăn uống bây giờ nó trở thành rất là bình thường. Có cái là đồ mà không phải của đất nước này mà làm ra thì nó hơi mắc một chút thôi, còn đồ mà của mình mà có được á, đất nước mình có được thì nó rẻ vô cùng. Chẳng hạn như ở bên Việt Nam á, mít chôm chôm thấy rẻ không? Tới mùa thì ôi trời đỏ ối ha, rồi trái vải, trái nhãn. Còn ở bên này tới mùa táo, rồi tới mùa xoài. Xoài bên này thì nói chung là ăn xoài thanh ca thôi, chứ không phải là ăn xoài cắt vỏ lọc được giống như ở bên Việt Nam. Tới cho mùa cherry, mùa mận, mà nó bao la. Ra tới chợ là thấy trái cây cứ trời đúng mà mỗi một cái thùng to như vậy nè, bao nhiêu là trái cây. Nhưng mà hả, cam rồi dưa hấu rồi mấy cái trái dưa mà dưa Mỹ á, đây giống như Việt Nam á, mỗi đất nước không có một cái loại trái mà trồng được ha. Bởi vậy ha, thành thử là tới mùa cherry á, trời ơi cái trái nó to mà nó đen thui đó. Còn cái lúc mà chưa phải mùa đó, cái trái đỏ hòm thì cũng mua ăn. Rồi tới mùa táo tàu thì thôi rồi, nó rực trời táo tàu á, nó rầm rộ theo có mùa một hai tháng thôi. Xong rồi tới vừa rồi là mùa hồng, ra chợ ở chỗ nào cũng thấy hồng. Ngon quá, ngon quá các bạn ơi, ngon thiệt là ngon. Để mình coi nãy mình mua được cái gì đó nha. Nãy giờ về á, luộc mấy con cua là để chị muốn ăn mấy con cua thôi. Bây giờ để coi cái vỏ trong này nãy mình mua cái gì. Mua cam, có cam có đủ thứ đó. Cam mà giờ nó bán cực bịch vậy nè. Cam này nghe nó ngọt lắm. Đó, nguyên bịch cam vậy, phải trái cam đã không? Ngon ha. Quá trời ngon luôn này không? Mình mua một bịch táo. Mua bịch táo nè. Táo này cũng ngon lắm. Rồi để khoe với lại bạn bè nha. Cái cà pháo á, mình rất là thích ăn cà pháo.
Nhưng mà riêng cái loại cà pháo này sau này mình được một người bạn chỉ đó, mình ăn cho tới bây giờ đó, là cái cà này rất là ngon, nó đề chứa quảng trị nè, thấy không? Thấy chứa quảng trị không? Đó. Mình không phải là mình quảng cáo cho ai hết đó, nhưng mà đại khái là cái cái cà này mình ăn á, thứ nhất là cái độ giòn nó vừa phải, cái độ chua cũng vừa phải, rất là ngon. Nè, ăn hết một hũ rồi nè. Rồi bây giờ thấy ngon quá, ăn hoài. Hết hũ này tới hũ kia, thấy không? Đây còn có hai trái. Đó. Thành thử ra là ai mà muốn ăn cà pháo á thì thử cái cà này đi, ngon lắm. Cà này ngon lắm, mình cũng thử nhiều loại cà lắm rồi, nhưng mà cái riêng cái loại cà này thấy rất là ngon. Thì thôi, tới đây là cái việc ăn cua tới đây là kết thúc nha. Bởi vì cua này á, nói chung là ăn một con là ngán lắm rồi. Còn con nguyên này chắc để đây, khi nào ăn là ăn, chứ còn bây giờ là không ăn nổi rồi. Ngon thì là ngon, nó ngọt thì là ngọt, nhưng mà ăn thì cái gì cũng có tới mức độ là thôi, là mình ngán là mình không ăn nổi rồi đó. Bây giờ tới cái mà mình ăn trái táo, trái cam.